Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo tại công đoàn cơ sở. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Trương Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố cùng hơn 250 cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động của quận. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng, thuận lợi, khó khăn của đơn vị, từ đó thảo luận và đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại công đoàn cơ sở, xoay quanh những vấn đề như giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, ủy ban kiểm tra công đoàn, đánh giá thực trạng hoạt động công tác kiểm tra tại công đoàn cơ sở, vai trò công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, cách làm hiệu quả hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo tại đơn vị. Dịp này, các đại biểu đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đại diện các phòng ban chuyên môn giải đáp những thắc mắc qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ đoàn viên công đoàn công nhân viên chức lao động à, cũng như tất cả các công đoàn khác qua cái buổi tọa đàm này thì à, tôi thấy cũng được à học hỏi nhiều cái kinh nghiệm và sẽ áp dụng cho cái công đoàn của mình là sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên hơn. Thì tôi cũng mong là liên đoàn sẽ tạo cái nhiều cái buổi tập huấn hơn để cho ủy ban kiểm tra cũng như là ban chấp hành công đoàn có nhiều cái kiến thức về cái thông tin về quy chế điều lệ của tài chính công đoàn Việt Nam.